Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Tu Si Phim. Trong lịch sử gần 50 năm của mình, loạt phim Super Sentai đã có vô số các siêu anh hùng tạo nên một thế giới với các chiến đội vĩ đại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, cũng có nhiều chiến binh đặc biệt không phải là thành viên chính thức nhưng vẫn xem bản thân mình là siêu anh hùng hoặc được một bộ phận fan công nhận. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chiến binh ảo tưởng hoặc tự phong trong Super Sentai nhé! Chiến binh tự xưng đầu tiên là Shirobara Kamen, đến từ chiến đội Thái Dương Sunvolcan năm 1981. Cô tên là Misa Arashiyama, là con gái cũng như thư ký của chỉ huy Dayaburo Arashiyama và là người chăm sóc cho chú chó biết nói tên là Shishi. Trong tập 29, cô ấy đã tự hóa thân thành Shirobara Kamen, tạm dịch là chiến binh mặt nạ hoa hồng trắng. Có vẻ như cô ấy chỉ khoác lên mình bộ đồ và chiếc mặt nạ handmade khá thô sơ. Cô xuất hiện để hỗ trợ cho các Sunvolcan trong trận chiến chống lại Rose Mongo. Mình thật sự thấy tiếc khi mà Misa đã không thể trở thành một chiến binh nữ, dẫn tới việc Sunvolcan trở thành bộ Sentai duy nhất không có thành viên nữ. Thứ hai là Punishment Sailor Sister, tạm dịch là hội chị em thủy thủ trừng phạt, đến từ chiến đội nhẫn giả Kakuranger năm 1994. Họ là một bộ ba bao gồm Tsuruhime và những người bạn của cô ấy là Yukido và Tsukido, xuất hiện trong tập 35 của bộ phim. Ấn tượng của mình với nhóm này là sự tương đồng với bộ anime thủy thủ mặt trăng nổi tiếng. Trên thực tế, bọn họ là sự tôn kính đối với anime thủy thủ mặt trăng đầu những năm 1990 cũng do tôi sản xuất. Bài phát biểu của họ liên hệ tới câu nói nổi tiếng của thủy thủ mặt trăng: "Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi." Trong bộ phim kỷ niệm 25 năm Super Sentai của Gao Ranger, Punishment Sailor Sister đã được Megapink kể cho Gao Wai nghe như một phần của các nữ chiến binh thuộc Super Sentai. Điều này cho thấy sức nặng không hề nhỏ của các chiến binh không chính thức này. Chiến binh tự xưng thứ ba là Warracer, đến từ chiến đội xe đua Car Ranger năm 1996. Cô tên là Razieta Fanberuto, là em gái của Bizo Zonetto, là một fan cứng của Car Ranger. Bằng phép thuật của mình, cô hóa thân trong bộ trang phục được mô phỏng theo đồng phục của Car Ranger với số nhận dạng là 6 và tự gọi mình là chiến binh Warracer. Cô vào trận với câu khẩu hiệu an toàn giao thông, nữ thay đua, Warracer. Cô sở hữu chiếc xe hơi có tên là Razieka, vũ khí của cô là bom câu đố, sẽ phát nổ nếu kẻ thù bắt được nó, nhưng không biết câu trả lời cho câu đố của cô. Razieta Fanberuto được thủ vai bởi hai nữ diễn viên là Megumi Hamamatsu trong tập 25 và Misaki Sudo trong các tập sau. Chiến binh tự xưng thứ tư là Goret Kyoko, đến từ chiến đội cứu hộ Gogofai năm 1999. Cô là Kyoko Hayase, là một phi công và là cấp trên của Go Green. Trong tập 45, Kyoko đã mơ rằng mình trở thành Go Red, đội trưởng của Gogofai, thay thế cho Matoi với bộ trang phục của Go Red nhưng không có mũ bảo hiểm và kèm theo chiếc khăn cuốn đầu có logo của chiến đội. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng một cách không chính thức, có thể được coi cô là nữ chiến binh đỏ đầu tiên trong lịch sử. Vì phải tận 10 năm sau, nữ chiến binh đỏ chính thức đầu tiên mới được xuất hiện là Shinken Red Shiba Karou, đến từ chiến đội Samurai Sentai Shin Kenzer. Chiến binh tự xưng thứ 5 là Abarebin, đến từ chiến đội Bộc Long Abarenger năm 2003. Cô tên là Emily Sanzo, là một học sinh trung học, đồng minh thân cận của Abarenger và cuối cùng là vợ của Yukito Sanjo, Abareblue. Khi các Bộc Long lần đầu tiên đến trái đất, cô đã nghe thấy tiếng gọi của họ và gần như đã trở thành Abare Zelo. Thật không may, cơ thể của cô ấy không phù hợp cho quá trình biến đổi, nhưng Emily đã nhiều lần đóng góp cho đội, chẳng hạn như là đặt tên gọi cho đội là Bakuru Sentai Abarenger hiện tại hay tên của chiến binh Abaremas và cỗ máy Senpu Gorei Abareno. Cô nàng cũng từng cố gắng để trở thành một Abarenger, dù không thành công cho lắm. Sau đó, cô đã tự làm một bộ đồ cho riêng mình. Cô tự xưng là Abarebin và chiến đấu bên cạnh các Abarenger để thuyết phục cha mẹ cho mình ở lại với nhóm. Dù vậy, bộ đồ này cũng chỉ xuất hiện trong duy nhất một tập. Trong cuộc gặp với chiến đội Haitako Kaiser, cô ấy đã trao cho Ahim, Gokaiping, một chiếc chìa khóa biến thân do chính mình tạo ra, giúp cho cô nàng cũng có thể Gokai trên thành chiến binh Abarebin. Trước đó, cô khẳng định mình cũng là một chiến binh, nhưng bị chồng là Abare Blue phủ nhận. Trên quan điểm cá nhân mình, Emily có đủ phẩm chất của một chiến binh và cũng có cố gắng để đạt được điều mình mong muốn. Thật sự, cô nàng xứng đáng để có được sức mạnh hơn chỉ là một chiến binh không chính thức.
Chiến binh tự xưng thứ 6 là Tinken Brown. Đến từ chiến đội Samurai Sentai Shinkenzer năm 2009, anh là Richard Brown, là một người Mỹ du lịch tới Nhật Bản với mong muốn trở thành Samurai, xuất hiện trong tập 14 của bộ phim. Khi được trước hỏi chất độc của Yami Orozo trong tập 7 của Shinkenzer, anh ấy đã ngưỡng mộ họ, đặc biệt là Junosuke. Sau khi bị lộ nơi ẩn náu, nhóm đã quyết định tổ chức huấn luyện để dễ bề đuổi anh đi. Nhưng Junosuke thấy Brown thực sự khao khát trở thành một Samurai nên đã thu phục anh và có ý định giúp anh trở thành một Samurai thực thụ. Trong quá trình huấn luyện của mình, Junosuke nhận được tin Azakashi Hachōjin đang tấn công thành phố. Brown đã bám theo và chính sự can thiệp của anh ấy, Hachōjin đã suýt đánh bại các Shinkenzer trước khi rơi trở lại sông Sanzu. Sau trận chiến, Junosuke cuối cùng nhận ra rằng Brown chính là gánh nặng đối với cả đội và nói rằng cậu không còn gì để dạy anh nữa. Khi Hachōjin tiếp tục cuộc tấn công của mình, Brown đã xuất hiện trong khi các Shinkenzer đang giới thiệu. Do hiểu nhầm lời của Junosuke và tin rằng mình không cần học gì khác, Brown đã trở thành Shinken Brown và cố gắng dẫn dắt cả đội vào trận chiến. Tuy nhiên, điều này rõ ràng trở nên tồi tệ và cuối cùng anh ta bị bỏng nặng bởi đòn tấn công đầu tiên của Hachōjin. Khi Shinkenzer gần như bị tiêu diệt, Brown đã động viên cả đội rằng đừng bao giờ bỏ cuộc. Điều này đã vực dậy tinh thần chiến đấu mà họ cần để tiêu diệt tên phản diện. Sau trận chiến, Brown trở về quê nhà và truyền bá về Samurai. Sau khi từ biệt anh, các Shinkenzer nhận ra rằng dù Brown có thể không được huấn luyện bài bản, nhưng anh ấy thực sự có trái tim của một Samurai thực thụ. Chiến binh tự xưng thứ 7 là Pink Buster. Đến từ chiến đội đặc mệnh Go Buster năm 2012, cô là Reika Satoome, là một nữ đạo trích xinh đẹp. Pink Buster là biệt danh mà cô ta tự gán cho mình. Cô nàng xuất hiện trong tập 41 của bộ phim. Cần lưu ý rằng cô gái không biến hình và hình dạng Pink Buster không cho cô ta sức mạnh. Tất cả kỹ năng của cô gái đều đến từ năng lực của bản thân. Kể cả như vậy, cô ta vẫn là một đối thủ đáng gờm. Không giống như Abarebin, người mặc trang phục Abarenger tự chế, thì Reika mặc một bộ trang phục tương tự đồng phục của Bago Buster chính với găng tay màu hồng cụt ngón. Để che giấu danh tính của mình, cô đeo kính râm giống như Go Buster cùng với một bộ tóc giả màu hồng. Cuối phim, Hezomu nhận được một lá thư từ Reika nói rằng cô ấy sẽ không từ bỏ việc ăn cắp. Nhưng lần này, cô ấy đã ra tay để đánh cắp chính trái tim của Hezomu. Thật lòng, mình có hơi tiếc khi mà Reika chỉ xuất hiện có một tập bởi cô ấy và Hezomu có vẻ rất hợp nhau. Chiến binh tự xưng thứ 8 là Pinkhat. Xuất hiện duy nhất trong V-Cinema Go Buster tái xuất ra mắt năm 2013. Cô là thành viên của chiến đội động vật Go Buster, một chiến đội ở một dòng thời gian thay thế, nơi mà thảm họa 12 năm trước chưa từng diễn ra. Pinkhat xuất hiện lần đầu trong tập 28 của chiến đội động vật Go Buster, tiết lộ mình là Zika Sakurada, chị gái của Hizomu. Trong tập 49, người ta thấy cô chiến đấu cùng với các Go Buster trong trận chiến cuối cùng chống lại hoàng hậu máy móc Toran Jisuta. Sức mạnh Pinkhat của cô ấy đã được sử dụng trên Animal Bazooka, thay thế cho Leo Blaster trong vũ trụ chính để đánh bại nữ nhân vật phản diện. Có thể nói, Pinkhat là phiên bản mà chị của Hizomu có thể trở thành nếu không trải qua mất mát người thân. So với Hizomu, vốn còn rất nhỏ, Zika đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Điều này có thể giải thích lý do mà cô ấy lại phản ứng có phần cực đoan trước việc em trai trở thành anh hùng. Ngoài ra, Pinkhat là chiến binh duy nhất của chiến đội động vật Go Buster, có thiết kế không khác gì với vũ trụ gốc của cô, Pink Buster. Chiến binh tự xưng thứ 9 là Yo Human, đến từ chiến đội động vật Yoger năm 2016. Ông là Mario Mori, là chú ngoại của Yamato. Hai chú cháu sống cùng nhau trong một ngôi nhà, xen kẽ những thân cây tên là Atelier Mori, nơi ông hàng ngày tạo ra các tác phẩm điêu khắc về động vật. Đôi khi, người ta có thể bắt gặp ông hóa trang thành các loài động vật khác nhau, có thể là để tìm cảm hứng cho các tác phẩm của ông ấy. Mario là người mà Yamato ngưỡng mộ nhất. Những kiến thức sâu rộng về động vật của ông ấy là điều đã truyền cảm hứng cho anh trở thành một nhà động vật học. Sau khi biết rằng Yamato và những người bạn của mình là Zeozer, Mario đã bắt chước họ đến mức tự may trang phục của mình để trở thành Zeo Human trong tập 44. Dù không có khả năng chiến đấu, nhưng sự hài hước của ông đã tạo nên sự thoải mái và giải trí cho đội, cũng như bù đắp cho khoảng trống tâm hồn của Yamato khi mà cậu mất mẹ và có mối quan hệ không tốt với cha. Ông cũng là một người vô cùng tốt bụng khi dám cho đám bạn của cháu mình ở nhờ và không quan tâm tới việc họ không phải con người. Ngoài ra, ông được thể hiện bởi diễn viên Susumu Terajima, người mà trước đây đã đóng vai Goro Uno, một diễn viên đóng thế chiến binh hồng của đội Sentai Parody trong phim Unsung Hero năm 2014. Việc Mario biến hình thành Geo Human màu hồng là một trò đùa liên quan đến điều này.
Chiến binh tự xưng cuối cùng là Kira Maigon đến từ chiến đội Ma Tiến Kiramager năm 2020. Khác với nhiều chiến binh khác, ông không phải là một chiến binh có thật. Murio Hakata Minami, 45 tuổi, là người cung cấp hỗ trợ cho các Kiramager chống lại cuộc xâm lăng trái đất của đế quốc hắc ám Zodon Heim. Ông cũng đóng vai trò là người cố vấn cũng như người cha của các Kiramager và Mabushina. Ông cũng chính là người sáng lập của Karat, một công ty trang sức nổi tiếng tại Nhật Bản. Nơi đây cũng đóng vai trò là căn cứ của Kiramager và cũng là nơi trú ẩn cho Mabushina trong khi cô đang bị săn đuổi. Ông cũng là bạn của vua Oradin và là em trai của Takamichi Crisitalia, chiến binh thứ 6 của chiến đội. Trong tập 30, ông đã khiến cho anh trai của mình lầm tưởng rằng mình đã chuẩn bị để trở thành chiến binh thứ 7 của nhóm, tự xưng là Kiramagon. Dù vậy, quá trình biến thân của ông cũng khá bài bản. Mirio sử dụng Kirafu Goero như một thiết bị biến hình cho phép ông ta trở thành Kiramagon. Tuy chỉ là một chiến binh tưởng tượng, nhưng đây cũng là một chiến binh thú vị đúng không nào? Ngoài ra, ông cũng được thủ vai bởi diễn viên hài Daimao Kosaka, nổi tiếng khắp thế giới với bài hát PPAP dưới nghệ danh Picotaro. Nằm ngoài danh sách các chiến binh tự xưng trong loạt phim Super Sentai, thì trong mùa 2 của chiến đội không chính thức Akibaranger, đúng như cái tên của nó, đây không phải là một chương trình chính thức của Super Sentai, nhưng series này cũng xuất hiện một chiến binh tự xưng tên là Chocotan. Cô tên thật là Choco Nagakawa, là một thần tượng nổi tiếng ở Akihabara. Akiba Blue từng đề xuất cô trở thành Akiba Binh, Akiba Ranger thứ tư của đội, nhưng đã bị Akiba Red bác bỏ với lý do Chocotan đang bận làm thần tượng và không có thời gian để Shaolin cùng với bọn họ. Trong trận chiến ảo tưởng của Akiba Ranger với Zuru Charaizigen, Chocotan đã xuất hiện và tấn công con quái vật bằng bộ trang phục tự chế. Tên phản diện đã biến cô thành một chiếc đậu bắp, một thứ mà cô rất ghét. Trong khi ở thế giới thực, Choco đã biến thành một tên lính Onider xấu xí. Cuối cùng, cô đã trở lại bình thường sau khi Akiba Red đánh bại Zuru Charaizigen. Một sự thật thú vị là tên của cô ấy liên quan đến thần tượng ngoài đời thực cùng tên. Và trang phục của Chocotan trong thế giới ảo tưởng này dựa trên bộ tokusatsu mang tên Bisozo Kamen Powatorin. Trên đây là tổng hợp các chiến binh tự phong trong Super Sentai. Dù không phải chiến binh thực thụ, nhưng họ đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của bộ phim. Bạn cảm thấy sao về những chiến binh này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Và đừng quên like, share và đăng ký kênh, cũng như tham gia vào group Super Sentai and Kamen Rider Update của chúng mình để cùng giao lưu hỏi đáp và cập nhật các thông tin mới nhất về tokusatsu các bạn nhé!